Liên ngành Viện Kiểm sát, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm về các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình bị sửa, hủy và chất lượng bài phát biểu của kiểm sát viên tại phiên tòa. Cùng với điểm cầu tại thành phố, 30 điểm cầu còn lại tại trụ sở Viện Kiểm sát các quận, huyện, thị xã trên địa bàn đã tham gia thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót trong công tác kiểm sát, xét xử và đề ra giải pháp nâng cao công tác xét xử trong thời gian tới. Theo đánh giá của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, quá trình xét xử các vụ án dân sự hôn nhân gia đình vẫn còn nhiều bản án, quyết định có sai sót, vi phạm về tố tụng hoặc nội dung. Mặc dù số án sửa, hủy, chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong số vụ án đã giải quyết, tuy nhiên các vụ án dân sự hôn nhân gia đình bị sửa, hủy hiện nay có xu hướng tăng, dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết vụ án, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Liên ngành hai cấp Tòa án thành phố Hà Nội chúng tôi giữa tòa án và viện kiểm sát đã nhìn nhận đánh giá năm 2025 là cần phải giải quyết dứt điểm các loại vụ việc này hoặc hạn chế đến mức tối đa các vụ án bị hủy, bị sửa hoặc những để tồn động kéo dài. Thì hôm nay là cái hội nghị giữa tòa án và viện kiểm sát để tìm ra những cái giải pháp để khắc phục cái tình trạng này. Thì tại hội nghị thì có nhiều những tham luận, nhiều những cái phương án đề ra từ cái việc xây dựng hồ sơ, từ cái việc mà hoàn thiện các hồ sơ, thu thập chứng cứ, đánh giá chứng cứ và phương pháp điều tra để làm sao đó các vụ án khi đưa ra xét xử đảm bảo, thứ nhất là đảm bảo về xét xử đúng pháp luật, thứ hai là nâng cao cái chất lượng xét xử và thứ ba là làm sao đó giải quyết được nhiều các loại vụ án, đặc biệt đối với loại vụ án đã tồn đọng hoặc là vụ án quá hạn trong thời gian tới. Có nhiều lý do dẫn đến việc hủy sửa án. Ngoài những vụ án bị sửa, hủy do phát sinh tình tiết mới tại cấp phúc thẩm, phần còn lại vi phạm chủ yếu là phổ biến dẫn đến tòa sửa, hủy án là những vi phạm nghiêm trọng, không tuân thủ quy định của pháp luật như thụ lý không đúng thẩm quyền, xác định không đúng quan hệ pháp luật, xác định không đúng tư cách người tham gia tố tụng và yếu tố chất lượng, năng lực đội ngũ thẩm phán, kiểm sát viên vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh những cái vụ việc mà bài phát biểu kiểm viên tương đối tốt thì vẫn còn có cái hạt sạn trong bài phát biểu của kiểm sát viên, nhưng như kiểm sát viên nêu nội dung hoặc là cái có sự sao chép các cái nội dung của bản án thì tên nội dung bản án cũng như là kiểm sát viên chưa có nghiên cứu sâu, đánh giá chứng cứ đầy đủ dần diện, dẫn đến bài phát biểu nó mang tính chất sơ sài, chưa nêu bật được đến cái hoạt động của những người tiến hành tố tụng cũng như người tham gia tố tụng, nội dung của vụ án, dẫn đến việc bà chưa thể hiện được vị trí vai trò của viện kiểm sát và của kiểm sát viên tại phiên tòa. Thì qua cái hội nghị này thì chúng tôi cũng muốn để rút kinh nghiệm đối với các kiểm sát viên viện kiểm sát hai cấp để từ đó nâng cao chất lượng bài phát biểu của kiểm sát viên tại phiên tòa cũng để nâng cao vị thế của viện kiểm sát. Đây là dịp để các thẩm phán, kiểm sát viên nhìn nhận, rút kinh nghiệm những vấn đề còn hạn chế tồn tại, còn nhiều quan điểm vướng mắc, qua đó trao đổi cùng khắc phục, tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử và kiểm sát xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay.